khắc phục tình trạng khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bằng việc tích cực tuyên truyền vận động. Đến nay, người dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ có đất nông nghiệp nằm trong dự án đường vành đai 4 đã đồng thuận nhường đất và nhận tiền chi trả hỗ trợ bồi thường của nhà nước. Huyện Yên Mỹ có 45 hecta đất thuộc dự án giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, tập trung ở hai xã Hoàn Long và Đồng Than, trong đó có 0,5 hecta đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành công tác di rời mộ, kiểm đếm tài sản cây cối hoa màu và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ trên 37 hecta đất nông nghiệp của gần 450 hộ dân với tổng số tiền trên 170 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm cả tiền chi trả đất tái định cư. Hiện các địa phương đang tập trung xét duyệt nguồn gốc đất ở để có phương án hỗ trợ đất tái định cư sớm bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án.